Xin chào các bạn, mình là Việt Anh đến từ công ty cổ phần Zoom Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm, đó là xe đào bánh xích ZE55E-10. Nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và linh hoạt. Thực sự là bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đào bánh xích nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, có khả năng làm việc linh hoạt trong các dự án xây dựng và khai thác phải không? Hãy để tôi giới thiệu cho bạn xe đào bánh xích ZE55E từ Zoomland. Với tải trọng bản thân chỉ từ 5.700 kg, ZE55E-10 mang đến sự nhẹ nhàng và dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình. Nhưng đừng để kích thước nhỏ gọn này làm bạn nhầm lẫn về sức mạnh của chiếc xe đào này. Với sức kéo tối đa lên tới 51.5 kN và lực đào của gầu lên tới 45.5 kN, ZE55E-10 có thể đối phó với các tác vụ đào bới một cách hiệu quả và nhanh chóng. Một trong những điểm đáng chú ý của ZE55E-10 là động cơ mạnh mẽ. Có hai lựa chọn về động cơ, đó là động cơ Yanmar và động cơ Weichai. Với tiêu chuẩn khí thải Euro 3, xe đào này đảm bảo sẽ cung cấp một sức mạnh để hoàn thành công việc mà không gặp khó khăn và còn bảo vệ môi trường nữa. Xe đào bánh xích ZE55E-10 cũng được thiết kế với sự linh hoạt và tiện ích trong tư duy, với tốc độ quay toa là 10,8 vòng trên phút và tốc độ di chuyển nhanh chậm lần lượt là 4,2 và 2,3 km trên giờ. Bạn có thể điều chỉnh xe dễ dàng để phù hợp với yêu cầu công việc của mình. Điều khiển được tối ưu với 4 chế độ. Bên cạnh đó, ZE55E còn được trang bị các tính năng và công nghệ tiên tiến để tối đa hóa hiệu suất làm việc. Hệ thống thủy lực thì chất lượng cao, giúp tăng cường độ chính xác và đồng bộ hóa với các bộ phận, đồng thời giảm thiểu tổn thất năng lượng. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường hiệu quả làm việc lên đáng kể. Điểm nhấn khác của ZE55E đó là thiết kế đặc biệt với sự chú trọng đến sự thoải mái và độ an toàn cho người sử dụng. Khoang lái rộng rãi và điều khiển dễ dàng, giúp tăng cường sự thoải mái và giảm mệt mỏi trong quá trình làm việc. Hệ thống an toàn và bảo vệ là sự đảm bảo cho người vận hành và các công nhân xung quanh. Với kích thước dài rộng cao là 5.880 x 1.900 x 2.628 mm và bán kính vòng quay chỉ là 1.700 mm, ZE55E dễ dàng di chuyển và hoạt động trong không gian hạn chế. Độ sâu đào tối đa là 3.850 mm và tầm với cao nhất là 5.790 mm, cho phép bạn tiếp cận các vị trí khó khăn và làm việc hiệu quả. Với xe đào bánh xích ZE55E-10 từ Zoomland, bạn sẽ trang bị cho mình một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và tiết kiệm năng lượng để đối mặt với các tác vụ đào bới trong ngành xây dựng và khai thác. Hãy khám phá ngay hôm nay và trải nghiệm sự tuyệt vời của ZE55E trong các dự án của bạn.